Này mấy bạn ăn cái vị này. Đây là vị bò khô của Quang Linh. À không phải bò khô Quang Linh mọi người ơi, đây là khô bò của sản phẩm của Quang Linh. Sản phẩm của Quang Linh mọi người. À hôm nay mấy bạn ăn cái này đây. Hằng còn chưa có thử luôn. Hằng chưa có thử cái này. Thơm phức, thơm lắm. Đấy, bò khô Việt Nam phải như vậy chứ. Người nói hàng Pháp không phải hàng Pháp đâu bé, bởi vì các bạn quét không ra mã. Bởi vì sản phẩm đó là sản phẩm nội địa Trung. Sản phẩm nội địa Trung, các bạn quét không ra mã thì các bạn tưởng là đâu nó là hàng Pháp. Nó giống như là cái mì hảo hảo của Việt Nam đi qua bên Trung, rồi người Trung người ta quét cái mã vạch của mì hảo hảo, người ta quét đâu có ra. Nó giống như vậy mọi người ha. Đó, thì ở Việt Nam của mình các bạn quét cái mã vạch đó không ra, bởi vì mã vạch đó là mã vạch của nội địa Trung, cho nên là mọi người nghĩ nó là hàng Pháp là vậy đấy, chứ không phải đâu. Không phải mọi người ha, cái sản phẩm đó hàng lai lâu dữ rồi, hàng xài nó lâu dữ rồi. Hát kỹ tử em mua phải hàng Pháp hàng ơi hả, mua ở đâu đó. Trời ơi, hát kỹ tử hàng hết từ trước tới giờ, mua ở đâu hàng Pháp vậy. Hàng Pháp thì đừng uống nữa nha, ngon thế. Ôi cái này ngon lắm mọi người ơi, chân chân hổ chưa. Ôi cái khô bò của Quang Linh ngon vậy. Để ngày mai gắn lên vô, mai gắn lên vô mới được. Chúng mà ta à, nhìn chẳng ra hổ chứ thôi. Cái gì rất là to. Thật sự với mọi người, hàng ở bên Trung nhá, hàng vẫn đang ở bên Trung nhá, mà để mà nói là để hàng nói về thịt bò khô Trung á mọi người, chứ không phải hàng nói thịt bò khô của Quang Linh không nhá, là thịt bò khô của Việt Nam vẫn ngon hơn. Mọi người không cần phải mình không cần phải cần nếm thử cái thịt bò khô Mông Cổ đâu, nó dở lắm. Nghe cái tên nó kêu vậy thôi chứ nó dở nha mọi người. À, không ngon bò khô Việt Nam mình đâu. Hai cái này. 里面的肉比较多. Ừ, 有些外面卖的那种掺的比较有就是说有面粉一类的. Đây, cái này cái mọi người ăn cái thịt bò khô ở bên Trung á, mọi người ăn mới đầu mà cắn vào trong miệng mọi người sẽ cảm giác nó bột trước. Yeah. Nó bột hết. À, nhính mắm, nhính mắm, nhính mắm cân hỏi chua. Ta mới xuống, cha thì nhính mắm cân hỏi chua. Wow, trước mà ta yếu à. Mọi người ăn cái thịt bò khô bên Trung á mọi người sẽ cảm giác nó có cái, một cái lớp bột trước. Bên đây nó còn có những cái loại mà bò nó mix nữa cơ mọi người. Chỉ thịt bò nó mix cùng thịt heo. Nó làm thành một miếng thịt bò mix cùng thịt heo, cái công nghệ bên đây nó làm dễ sợ lắm. Trời ơi, kêu vắt vô đây mà bán đi vắt vô muối hảo hảo, tức chưa? Cái tài trang, tài trang, hợp trang là lạ, tài trang là không lạ. Tài trang. Đâu để hàng thử xem. Không, cái bò khô của Hằng luôn ngon lắm mọi người, hàng không biết bao nhiêu tiền để hàng được tặng. Chưa chân là sao? Ôi, như chưa tiền dụng những món nào? Như chưa tiền dụng những món nào? À, à dụng chứ bạn. Dạ nha, cha dừng xoan xoan là hảo xưa. Nó có thay xoan. Hết cháo rồi mọi người. Hết cháo rồi. Thưa bà, ngon mọi người ơi. Bát chăng bát tắc lên công nhận ngon hơn. Ngon lắm. Mình thấy mấy hộ sô-cô-la. No. Ngon lắm. Không, hàng nói thật với mọi người nhá, để mà nói về Quang Linh, những cái sản phẩm Quang Linh tặng cho hàng hiện tại á, chất liệu của áo rất là đẹp. Chất liệu của áo chất liệu của áo của Quang Linh nó rất là đẹp luôn mọi người ơi, rất là đẹp luôn. Chất liệu áo của Quang Linh nó đẹp cực. Xong rồi hàng để cái này vào đây không xíu rồi vi phạm lại á. Chất liệu áo rất là đẹp, cộng thêm bây giờ cái đồ ăn cũng ngon. Hôm trước là hàng ăn mực là hàng đã thấy ngon rồi. Khô bò hôm nay hàng mới thử là rất là ngon rồi, mọi người ngon lắm. Đồ khô 16 hàng lại 16 mọi người ha. Khẩu trang hết rồi bà ơi, 3 ngày nữa mới có nhá. 3 ngày nữa. Có mặt ông lôi trên đây. Có mặt ông lôi trên cái hộp. Hả? Có mọi người, có vách chanh, có vách tắc. Có vách tắc rồi, đúng công nhận mọi người, chỉ vách tắc vô ngon hơn. Có chưa nhưng mà
你怎么吃到辣了？这个有点辣，那个袋装的不辣。它这个是鱿鱼吗？也是非常的上头啊。嗯，非常好吃。它那个笨重。Trời ơi, giờ mới bị hỏi đẻ cho bà ơi, nhà mất mạng mới có lại phải không? Đẻ 8 đời, nhỏ có 2 tháng rồi giờ hỏi đẻ chưa? Trời ơi, nhỏ đẻ chưa? Giờ này chưa đẻ chắc chữa trâu. Giờ này mà chưa đẻ chắc chữa trâu chắc luôn mọi người ơi. Giấy chừng nào có hả? Giấy ngày mai lại có nhá. Giấy của Motoyu ngày mai có bà nhá. Motoyu ngày mai lại có giấy. Mưa du dễ hết rồi. Ngon. Thử vị khác rồi. Hoa anh cô cổ bên hoa. Hoa anh cô. Nào bà đang tạc hạ không? Nó là sả. Là nó là su rông. Ừ. Thử thử. Ừ. Su ca. Thử là một lạ mà. Đấy hả? Nó kêu su rông. Chúc bé thi tốt, chúc anh thi thi tốt nhá. Ờ, na ge he zhu he ying ma, ni ge zhu rou. Ờ. Chỉ là nhiều rồi, nhiều rồi. À, có thêm hành khô. Ôi, cá trên này hay là chiều. Thế mà. Thơm không à? Sư sư hỏi xem. Bà cứ mở ra một cái ui trời thơm thế. Thơm. Sư mà. Thơm, ôi trời ơi mọi người ơi, mọi người chưa ăn đồ của Văn Lân, mọi người thử đi. Chứ cái nào cái nấy đúng ngon đúng mọi người. Thơm ngon, cái nào cái nấy là thơm phức, thơm ngon luôn đó mọi người ha. Chứ cái này chia ra nhiều. Nhiều. Cái này là để mình làm gì ta? Mình rắc lên hả? Đây là tôi một con này. Nhà này hàng không có lên của Quang Vinh đâu. Mọi người đi qua chỗ nhà ổng mọi người mua nhá. Có nguyên cái ớt này, cái ớt này cay không ta? Tao bay nghe dưới rồi mày thử. Thôi không dám ăn đâu, sợ cay lắm. Hả? Trời nhiều lại giờ. Hạt lạ. Hết tắc rồi, hết tắc rồi các bà ơi. Nó ngon lắm mọi người ơi, ngon lắm. Bố sư thật lạ. Ồ, cái này thật. Ây dồ. Cái này nhìn là đau thịt ra mấy lúc. Cái bùi lăng này bây, mình chả ra nhớ. Cái này chú phé. Có mùi gì ra? Cái này là... Mùi quế. Có mùi quế. Cái này là chú phé. Cái này vừa ăn được. Giống như cái 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 tối mai mọi người ha. À khô heo bỏ cái tỏi vô ăn nữa ha mọi người. À, chưa cân chưa cân chay chỉ chưa đã. Tôi chưa có hỏi nha, xào rơi là điên chứ. Đang rất là hẳn chuẩn. Nhìn mới cảm thấy là hẳn chuẩn. Ở chứ hả chứ hả rượu chứ là bố sư nên rồi hẳn gan. Nhìn bố sư nên rồi sư là chứ nên rồi trông xin là chào rơi rồi chào chứ. Xào. Ở bên Trung á, mọi người tìm được một cái dòng bò khô á, hoặc là mà nó có thể nguyên chất như thế này là khó dữ lắm. Ở bên Trung đa phần người ta mix mát hết trơn rồi đó. Ngồi ăn cái bò khô mà người ta là cái này, đa phần mọi người sẽ thấy được cái vị bột bột đầu tiên. Xoan. Xoan. Xoan phép. Ờ, ta phải được chứ là. Chết rồi. Cái này chết rồi. Chết rồi chứ là. Mình xem. Được là la la la. Heo khô là vị quế. Nhiều thứ lắc lắm. Ôi, cái nào nó cũng ngon hết trơn á. Hai trăm y bò hầu tua. Ừ. Ông bán cái này bao nhiêu tiền một bịch vậy mọi người? Y bò vậy. Mà sao quá trời vậy? Phê hàng lắm ạ. Ông bán cái này bao nhiêu tiền một bịch cho mọi người? Bịch heo khô á, ông bán nhiêu tiền vậy mọi người? Sao mà quá trời vậy? Bán mình đâu đâu. Ở trong là bao nhiêu gram ta? 500 gram. Ông bán bao nhiêu tiền mọi người? 8 ngày mai nhá. 200 mấy hả? 500 gram một bịch tô tố mà ngon. Đây chỉ 10 块钱. Chỉ 10 块钱, nó mới rẻ. Nhiều này. Nhiều thịt này. Đúng rồi.
ngon không, ngon thiệt, ngon thiệt đấy mọi người ơi. Ngon thiệt. Bánh trứng cuối tuần có nhá. 27 phải không mọi người, ngon thiệt đấy. Muốn xem còn vị gì nữa ta. À nhưng ai được ạ? Nhớ rồi gà ủ bè khơi như bè ủ. Cái gì vậy? Phô mai bơ tỏi, mực phô mai bơ tỏi hôm trước hàng ăn cái vị này rồi nè. Còn cái mực này là mực hấp nước dừa. Gì khơi sao vậy? Vị phô mai, mực phô mai bơ tỏi. Gì khơi sao mà? Sô-cô-la hiện tại hàng tạm ngưng rồi bà ơi, hàng sợ hết không đủ hàng. Heo khô bé vô sốt Quang Linh Vlog á. Cái này là Quang Linh tặng cho chị. Chị không biết giá bao nhiêu tiền hết trơn á. Nhưng mà ngon lắm em. Em vô cái shop Quang Linh Vlog em đặt nhá. Nãy mấy bạn kêu là lấy đồ của Quang Linh ra ăn, bắt đầu mới chạy lên trên nhà để lấy đó trời. Mấy bà thì cũng hay suối ghê á. Đêm hôm mà chứ. Đêm hôm khuya khoắt. Ngon lắm, quỷ nào nó cũng ngon. Cái nào cũng ngon. Rõ là cái gì đang sử dụng à. Có thằng Dịch Dương ở nhà thì thôi, mấy cái đồ này thì trong tích tắc là hết trơn. Này không có dù vội bé ơi, dù vội 16 hàng like nhá. 16 hàng like. Táo đỏ ngày mai bà ơi, táo đỏ tối mai. Mày dớt con này hàng trưa đây. Bởi vì hằng cái trầu đó em khoảng tầm một tuần là em vẫn nên cấp ẩm cho tóc một lần nhá. Một đến hai lần một tuần. Bởi vì á, em gội xong, như chị nói hôm bữa, nó không có gây xít tóc như những cái dòng dầu gội mà ấy khác. Nhưng mà để về lâu về dài á thì nó sẽ dễ khô hơn so với những cái dòng mà em cấp ẩm tóc. Nhưng mà để mình, bởi vì không có dòng dầu gội nào có thể làm tốt được hai nhiệm vụ, vừa cấp ẩm cho tóc mà lại vừa hỗ trợ làm sạch dầu tốt được mà. Nên là một tuần bé cứ nên cấp ẩm cho tóc 1 đến 2 lần cái ủ tóc nhá. Ít nhất là một lần. Đó, như vậy mới ok. Quang Linh tặng á, mọi người, Quang Linh tặng á hằng. Hằng có biết giá bao nhiêu đâu. Không biết. Nặng miếng chanh rồi, thằng nặng chanh nó đúng ngon thiệt sự luôn, mọi người đúng ngon luôn. Thằng nhiều đâu. Bạn nào mà mọi người là bạn nào mọi người ăn, mọi người vô kiếm Quang Linh. Okay. Quang Linh Vlog mọi người ha, Quang Linh Vlog ở bên châu Phi á. Đó. Ngon lắm. Nó không bị quá khô, nó cũng không có bị mềm. Càng ăn cái kiểu càng ăn thì càng muốn ăn thêm mọi người, cái đồ ấy nè. Không biết bạn nào ăn chưa chứ mà hàng thấy ngon thật. Bây giờ ba người ngồi là cứ cắm đầu cổ ăn thôi chứ ai cũng khen hết trơn á. Quả lao rồi mẹ, đâu khăn nữa. Quả lao rồi mẹ, bye bye hunger. Chưa là anh. Ê, chưa nhận được máy xe tóc đại hàng một xíu. Ơ, comment rồi. Đâu rồi ta, để ngày mai hàng kêu nhắn hàng xử lý đơn nhá. Good. Chưa nhận. Mấy cái tóc hằng xuống la một cái, hằng kêu nhận hàng ngày mai xử lý đơn luôn mọi người ha. Gờ đầu không gầy gì, bỏ luôn mình đã xong rồi. Dịch Dương có phần không? Nó về nó hốt hết của chị đấy chứ mà có phần không? Đợi nó về là hết, nó về nó quất hết đó. Chưa xong bà lạc. Bà lạc là yêu dưới. Ừ. Sao cái này càng ăn càng muốn ăn thêm vậy trời? Có bỏ cái gì vô không vậy? Ông Linh có bỏ cái gì vô không đó? Chưa không có lắm. Quang Linh hả? Quang Linh bên Trung Phi á mọi người. Wow. Về ăn thôi à. Ừ đúng không? Sao cứ ăn cứ ngồi ăn hoài. Mấy Quang Linh có bỏ cái gì vô không gà không? Mấy con này sao không ngon vậy? chị ơi đừng lo, để ngày mai em kêu nhãn hàng xử lý cho chị yên tâm nhá. Cái máy sấy á. Em hồi nãy em có chụp ID của mình rồi. Rất là không nước được cái này á. Chúng ta biết chưa biết khẳng chưa á. Chưa chưa. Chưa bảo hay. Lão hai là gì đâu mà ăn chưa mà tụi. Chưa chưa hay. Chưa bảo. Ồ, càng ăn càng muốn ăn mọi người. Càng ăn càng muốn ăn.
猪排。啊，thấy mọi người ơi, thì đi hỏi ông có bỏ gì vô không á, làm sao càng ăn càng muốn ăn vậy, cái khô bò nè. Mấy吃的停不下来。没有该。停不下来了。ngon ngon ngon ngon. Khẩu trang còn 2-3 bữa nữa về bảo rồi. Em canh táo cả tháng tối ngày mai nhá. Phải thằng nào hỏi chứ. Khô heo hả? Sao cái khô heo chị ăn có cay đâu ta? Em ăn phải cái ớt hả? Hồi nãy chị ăn miếng khô cay đâu, có cay đâu. Chị ăn thấy vị quế. Chị có một la bà. Đi đến nhà một chút xíu thôi mọi người. Thằng ăn đâu thấy cay mấy đâu. Chấm với cái nước tắc bên trong này. Đi nhau đi dùng nhau phải rồi. Em ăn chân nhau phải rồi. Miếng vải trơn mà xòe đuôi cá hả? Cái gì vậy? Cái gì vải trơn xòe đuôi cá? Cái này là vị khô heo và vị quế á mọi người. Sô cô la. Nói gì nhưng mà ai quăng lên thử á. À. Sô cô la mới rồi. Mực ngon, bò ngon, gà. Ủa khô gà đâu ta? Tao thấy bộ gà ta? Kiểu chim á? Chí rô? Mấy hả? Chí rô. Thì cả. Chú rô. Dịch Dương ơi, phải là Dịch Dương về chị hả? Dịch Dương ở trên Bắc Kinh đi học rồi. Ngày 25 nó về. Bú của ra đường. Ít bữa hàng lai lại nhá. Ít bữa mọi người. À, gà cháy hàng rồi phải không? Chicken. Tối ngày mai. Tối ngày mai có, tối ngày mai hàng lưng nhá. Chicken. Ở khu hàng hết lâu rồi hả? Không nhưng mà nó ngon đấy. Mọi người ơi, không, hàng phải công nhận là Quang Linh làm cái này, ủa là con nên làm hay là cơ sở làm ta? Hồi xưa. Kìa à? Thơm, thơm. Mực khô lắm thì có phải bỏ rủi lạnh không? Táo lần này không tôi hơi lắm, bữa giờ đang không cần đâu mọi người ạ. Không cần đâu. Tại vì trong trường hợp mọi người mà nhận về, ví dụ ở miền Bắc đó mọi người ha. Thời tiết mọi người trời nồm, đôi khi nó sẽ làm cho táo bị mềm hơn. Mà để chỗ khô ráo táo mát cho nên nó trực tiếp là cũng được rồi. Nếu như mọi người cứ sợ thì mọi người cứ bỏ tủ lạnh cũng được. Nếu khi mọi người lấy ra á, bỏ cái lạnh thì nó sẽ hơi cứng hơn một xíu nhá. Khi mọi người lấy ra thì mọi người muốn ăn. Mọi người muốn ăn thì mọi người có thể là bỏ cắp đông thì hơi cứng, bỏ trực tiếp vào nước nóng nó sẽ mềm luôn mọi người ha. 30 giây mềm ngay. Hàng xem không nên làm cái cơ sở nào mà cái vị nó ngon lắm. Xuất vợ cơ sở sản xuất Thăng Huệ, Văn An, Văn Giang, Hưng Yên. Đóng gói bởi phân phối bởi Quang Linh Group. Ngon mọi người ơi. Cùng một cơ sở hả ta? Cùng một cơ sở đấy hả? Ngon. Thôi không được đâu, phải kiềm chế lại thôi. Cái nồi nồi này chắc tới sáng rồi, không được đâu. Ui, xuống xuống, nấu nấu cho chưa sao chưa đâu. Thật xưa chưa? Bất kỳ. Không được đâu, mọi người ăn cái này mất ăn hoài, chứ xỉu mất thôi. Không chí. Cái này sắp ăn hết cái hộp này rồi đó. Hỏi xe. Sắp ăn hết cái hộp khô bò đó mọi người. Ngon, ngon, ngon. Thật rồi, sao không ạ? Chứ mà, chứ nào chứ. Ngon lắm. Chứ nó thêm ra lại. Không được đâu, cất đi, cất đi. Ôi ôi, nó thêm ra lại, chắc sang đi rơi vô xỉu ạ. Dù gọi 16 nhá. Công thức nhà con Linh hả mọi người? Đấy là làm sao? Ngon lắm. Cá lủ đó đi cơ. Cái vị đó thật là ngon. Thanh Yên thì ngon chưa? Ừ. Ta sư. Thái ngay nhà của cha, ta mình chỉ gia chủ đó, vị đó. Gia chủ đó. Ừ. Bị rất thích hợp đại chúng, nhiều người đều thích ăn cái này. Khô gà thì hàng chưa được ăn. Khô gà. Ở đây thì không có khô gà mọi người. Mọi người kêu khô gà cháy hàng cho nên bởi con Linh không gửi hàng đâu. Ta cháy hàng rồi. Chứ mình mấy cái này hàng cái nào nó cũng ngon hết trơn á. Ngon lắm. Thì đó bạn. Nào là cái sự đại rồi. Rồi, thôi không được đâu, hắc kỳ tử hiện tại hàng tạm hết rồi. Chắc ít bộ nữa mới vào khoảng tầm trên can chinh rồi mà. Ừ, tùy, can chinh. Xong đi mày, dễ sẽ chứ bỏ lại. Táo giờ mình bỏ ngăn mát được mọi người ha. Mày lỡ rồi, quên mất. Bỏ ngăn mát được. Dễ sẽ phê thang là biết rồi. Thêm thêm một thùng nữa, thôi cô ơi. Thôi cô ơi, người ta mến người ta cho chứ con không xin đâu. Con không xin đâu, con không dám xin đâu. Phong trung phi vũ con lên đi, sao không sao. Bà đã lại cho anh sợ lắm.
辣椒。thêm táo hả? Táo ngày mai nhá. Táo ngày mai mới có được mọi người ơi. Táo tối mai nhá. À cho thì hàng vẫn nhận nhá. Cho hàng vẫn nhận mọi người ơi. Ngày mai 8 giờ đến 8 giờ rưỡi hàng mai. 8 giờ đến 8 giờ rưỡi mọi người ạ. Khẩu trang hết rồi, khẩu trang khoảng tầm 3 ngày nữa về thêm mọi người ơi. Bánh liêu cuối tuần mới có, bánh liêu hết hàng rồi bé ơi. Để lên chơi bao lâu rồi. Ừ, cái này là 250 克, cái này là 500 克. Nhưng cái bao kinh là nhiều quá. Đúng. Nhiều. Bao nhiêu? 500 克, cái này là 1 kg, cái này là 250 克, nửa kg. Nhưng mà sao có nhiều như vậy? Trang đó. Trang đó cũng rất là đẹp. Quá đẹp rồi. Mua, mua rồi sau nhiều quá. Ừ, chỉ có nửa kg mà không chỉ cân. Ừ. Chỉ có chấp, không có chấp. Ừ. 装太实在了哦，这种一斤看起来好多，năm trăm gram nhìn thấy nhiều rõ nhiều đúng không trời, nhiều quá. Thôi mấy bà anh mấy bà cô mấy bà kiếm Quang Linh nhé mọi người, đừng có mọi người ơi em không bán đâu, mọi người kiếm Quang Linh nhé, kiếm Quang Linh lên mọi người đặt nhé. Chính xác. Bà để bà bỏ cái túi này bà hửi mọi người ơi, bà bỏ cái túi này bà hửi. Ừ, đây à. Vậy là chỉ có. 它也不像在这边的牛肉有那些五香味儿的那种，不像那种啊。嗯，把毛给堆着，把毛每个堆着，把火给合一合一，把火给合一，把火给烤好。嗯，苏格拉哈，苏格拉，现在还在弄着，得离开订单，还过来，还没有行，还没没打，啊，没连接，各位哈。好，各位哦，这样这样嘛。Cái sản phẩm cái hàng nếu đơn nào mà mọi người đặt từ mấy bữa trước mà hàng chưa đi đơn được á thì trong khoảng tầm ngày mai và ngày kia là hàng sẽ đi hết đơn rồi, bởi vì hiện tại đơn cũ nhà hàng là sắp hết rồi, sắp hết ship hết đơn cũ rồi. Đó lý do tại sao mà còn đơn cũ hàng không dám like thêm nhiều là bởi vì còn đơn cũ chưa đi hết ấy mọi người ha. Nên là có nên vô chưa? Đâu? Đâu có thấy, thằng đâu có thấy đâu, bình thường hàng với Quang Linh follow nhau rồi vô là hàng phải thấy cái mặt Quang Linh trên like của hàng chứ. Chưa vô mọi người ơi. Ừ, trời ơi, anh no ở đây rồi mọi người ơi. Anh lên ở tầng 10 khô bò. Trời. Đó, ở lên tầng 10 khô bò thôi. Tầng 10 khô bò. Vì làm được sao? Nghe đi. Hết táo rồi bà ơi, hết táo rồi nhá. Nghe đi, ý yếu ý gì. Hàng chấm là cái gì ngon lắm, cái vị khô bò ngon lắm. Trong những cái vị hàng ăn, vị khô bò, nhớ rau chưa hảo chưa rồi. Ừ. Vị khô bò là ngon nhất. Chưa chưa chưa. Ừ. Nhưng nhớ rồi mấy người ăn, tao hết táo rồi, 8.